Đây, món chanh dây của Lily đây. Ngon không? Trời ơi, uống ngon hơn là con ăn quả. Con cầm này, đấy. Ngon quá nhỉ, ngon quá nhỉ. Còn tay còn cầm quả chanh dây nữa chứ. Nhưng mày xem ngon nha. Quên nè. Đây, đúng rồi, đúng rồi. Chua chua.